Anh đã biết hết điều luật và cách thức tổ chức rồi đó. Anh phải tránh sơ suất. Chồng tôi thẳng tay lắm. Anh biết chứ. Với lại á, anh cũng biết là không có giữ được em nữa. Tính, Tính, anh dạy với tôi coi. 5 năm trước. Anh lại chơi thuốc nữa đúng không? Linh, Linh, Linh ơi, không biết làm sao nữa Linh ơi. Hết lần này đến lần khác, tôi cho anh cơ hội, sao lúc nào anh cũng làm cho tôi thất vọng hết vậy? Mình chia tay đi. Linh, Linh, Linh ơi, bây giờ anh không còn ai hết Linh. Em bỏ anh đi, anh chết nữa Linh. Tôi không còn tin anh được nữa. Kỷ niệm cùng nhau bên giảng đường, anh nên xếp vào quá khứ đi. Và anh quên tôi đi. Linh, Linh, Linh. Số phận như trêu đùa, tôi vừa rời xa khỏi vòng tay của chàng sinh viên thì gặp trúng ngay ông chồng, làm trùm buôn chất gây nghiện. Nhưng mà Linh à, anh thật sự lo cho em. Anh thấy chồng em á, anh thấy sợ sợ. Anh đừng có bép xép. Chồng của tôi hay ghen lắm. Anh lo mà giữ cái mạng của mình. Và đừng có làm phiền đến tôi. Linh, ủa Linh, anh vừa gặp ai đây? À, thằng bạn, nó ở chung trại với anh hồi trước, rồi nó thiếu thuốc quá, nó nhờ anh giúp đó mà. Anh làm ăn cho cẩn thận, chồng của em vẫn kêu em giám sát anh đó. Hạn chế gặp người lạ đi, lỡ mà có chuyện gì á, em không có bảo vệ anh nổi đâu. Anh biết rồi, anh sẽ cẩn thận. Anh cùng một cái, mày có quan hệ gì với thằng Tính? Em với nó chỉ là bạn học thôi mà. Mày tưởng tao không biết gì hả? Mày tính gạt tao hả? Anh biết cái gì? Thì anh nổi cơn ghen lên á, ai anh cũng nghĩ là tùng đỉnh hết á. Tao đã cho người tìm hiểu về trường mày học. Tụi nó nói là mày với thằng Tính lúc xưa là... Đại ca, đừng đánh Linh đại ca. Đúng là hồi trước em với Linh đi học có quen nhau, nhưng mà bây giờ Linh chỉ giúp em có tiền mua thuốc rồi đại ca. Tự khai rồi chứ gì. Tụi bay có gạt tao lên giường với nhau chưa? Vợ chồng với nhau bao nhiêu lâu mà anh nghĩ tôi như vậy hả? Tôi nghiện thuốc, buôn thuốc cũng vì anh đó. Được, tao tạm tin lần này. Nhưng lần sau chính tao sẽ là người ra lệnh cho mày. Dạ, dạ. Em biết. Tao cảnh cáo mày tránh xa vợ tao ra. Nếu tụi bay còn làm chuyện có lỗi với tao thì ngày này năm sau sẽ là ngày thắp nhang lên mộ của mày. Dạ, dạ em biết rồi đại ca. Từ bây giờ em không dám tới gần Linh nữa đâu. Đại ca nói chuyện em cũng nghe.